bạn, và bây giờ là một mùa giải mới của giải đấu Legendary Division. Ngày hôm nay mình sẽ thi đấu với đội AC Milan ở trận mở màn của giải đấu Legendary Division. Chúng ta hãy cùng bắt đầu trận đấu để xem mùa giải mới của Manchester FC sẽ diễn ra như thế nào. FC vừa trải qua một mùa giải, một mùa thi đấu World Cup thành công với chiếc vô địch trước đội bờ biển Nga. Tuy nhiên ngay sau đó thì đội đã không thể đi sâu trong vào trong hơn khi thi đấu với tập hợp các ngôi sao. Thật đáng tiếc các bạn. Và vừa rồi là cú sút của Erling Haaland. Erling Haaland vừa có một mùa giải Legendary Division trước đó không được thành công cho lắm khi anh đã phải dính chấn thương ngay từ những trận đầu. Chính vì vậy hiệu suất ghi bàn của anh ở mùa giải vừa rồi không được tốt. Và ngày hôm nay có thể sẽ là thời điểm để Haaland lấy lại phong độ cho chính mình. Sau chấn thương có vẻ như Haaland vẫn chưa bắt được cảm giác bóng các bạn. Bây giờ là Vazquez, Alexander Arnold không qua được Tonali. Richarlison, ngày hôm nay Richarlison có vẻ như đã đổi màu tóc rồi các bạn. Tóc anh ấy không phải là màu bạc như mọi như ở kỳ World Cup vừa rồi các bạn. Messias, Chiellini đã bắt được bóng, tuy nhiên một pha xử lý bóng lỗi rất may, Koulibaly đã kịp chỉnh sửa ngay sau đó. Richarlison, Giroud đã để mất bóng tại Man FC vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm thành bàn. Và AC Milan vẫn đang tìm đường vào lưới của thủ thành Alisson. Diaz chuyển sang cánh cho Messias. Haaland không thể kịp bóng được các bạn. Kalulu, Tonali, để rồi cắt bóng. Và bây giờ là Haaland không qua người được rồi. Benasser thì là lấy lại được bóng. Và bây giờ là Haaland gặp bóng. Tuy nhiên hậu vệ của đội AC Milan đánh đầu chuyền về cho thủ môn Maignan. Maignan là một trong số 10 thủ môn xuất sắc nhất ở DFS 23 hiện tại các bạn. Benasser và người xuất sắc nhất là Neuer. Nhưng mà theo mình thấy thì mình vẫn thích Alisson hơn các bạn. Alisson Becker thì có vẻ như là gây cho mình nhiều thiện cảm hơn các bạn. Koulibaly chọc khe, bóng phòng đến được chân của Haaland. Tonali chưa có bàn thắng nào. Bây giờ là Fabinho có đột phá không đây? Mất bóng rồi. Kalulu, Giroud ngã rồi. Và người vừa nhận phải thẻ vàng là Sadio Mane. Fabinho, Dybala, không kịp bạn. Benasser, Koulibaly đẩy bóng qua cho Mane nhưng bóng không đến được chân của Mane. Và bây giờ là Benasser một pha phạm lỗi. Và người vừa phạm lỗi là Dybala. Alisson đã bắt gọn bóng sau pha sút phạt của các cầu thủ AC Milan. Và bây giờ là Haaland sang cho Ronaldo, một đường chuyền chính xác. Ronaldo thực hiện một cú sút xa rất tiếc, bóng lại đi trên cung dọc. Bàn thắng vẫn chưa thể đến được với Man FC. Vẻ như mùa này Man FC chưa tìm lại được phong độ của mình. Haaland chọc khe quá sâu, bóng đã đến thẳng tay của Maignan. Tomori, Kalulu để mất bóng rồi. Cơ hội vào rồi. Cuối cùng thì Erling Haaland đã ghi bàn mở tỷ số cho Man FC. Bây giờ sẽ là lúc mà AC Milan cần phải dâng lên để tìm bàn gỡ hòa. 1-0 là một tỷ số vẫn chưa đảm bảo được gì cả các bạn. Bây giờ Haaland chuyển sang cho Ronaldo sút xa, quá đáng tiếc. Sở
đã qua đỡ bóng bằng ngực. Ronaldo đã sút bồi ngay sau đó, tuy nhiên bóng lại không đi chính xác rồi. Dybala phối hợp nhanh không được. Benacer, Tonali làm quấy bóng rồi. De Bruyne đã xoay bóng thành công, tuy nhiên sau đó Cavani lại lấy được bóng. Đã phối hợp cho Fabinho, Haaland, Dybala chuyển qua cho Alexander Arnold. Ronaldo sút xa, quá đáng tiếc. Đi cách cục dọc rất xa rồi. Và bây giờ hiệp 2 sẽ được bù giờ là 1 phút. Thời gian đang trôi vào những giây cuối cùng. Và đúng là như vậy, trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-0. Và người ghi bàn duy nhất cho trận đấu ngày hôm nay là Haaland của Man FC.